Một trong những vấn đề gây đau đầu cho những cơ sở in túi bóng, túi ni lông là hệ thống phơi khô túi trong quá trình in ấn. Nguồn gốc của vấn đề này thực tế liên quan đến cách người thợ in pha dung môi chậm khô vào mực in. Nếu pha nhiều, in thoải mái do lâu viết bản nhưng gây khó khăn trong quá trình phơi túi. Pha ít dung môi, phần phơi khô túi thoải mái hơn nhưng thao tác in phải thật là nhanh và liên tục. Nếu bạn thỏa mãn hai điều kiện là có diện tích xưởng lớn và kinh phí đầu tư cao thì băng tải sấy là giải pháp cho bạn. Nhưng nếu bạn không có kinh phí đầu tư cao hoặc diện tích xưởng làm việc nhỏ thì giải pháp phơi khô túi trong quá trình in ấn có trong clip này. Là sự kết hợp giữa mâm phơi xoay tròn và bóng đèn sấy halogen. Nhiệt độ trong phòng lúc này xấp xỉ 34 độ C. Ta bật nguồn điện để kiểm tra nhiệt độ của đèn sấy. Nhiệt độ của đèn sấy lớn hay nhỏ phụ thuộc vào khoảng cách từ đèn đến bề mặt túi in. Ban đầu nhiệt độ thấp do khoảng cách lớn giữa đèn sấy và mâm phơi, nhưng nhiệt độ tăng cao dần lên trong quá trình in ấn do lượng túi được xếp chồng lên nhau khiến khoảng cách giữa đèn và bề mặt túi nhỏ dần. Các bạn cần tính toán khoảng cách này thật là hợp lý. Nhiệt độ cao nhất đạt được ở khoảng cách này lên tới 60 độ C. Ta thử cho túi vào dàn sấy. Túi bị co lại, xuất hiện hiện tượng nóng chảy. Túi nhựa nóng chảy và dính vào nhau. Bạn nên sử dụng đèn sấy có nhiều công tắc điều chỉnh nhiệt độ, tránh hiện tượng nặng quá nóng gây ra cháy túi. Do đèn sấy được gắn trên hộp vỏ nhựa, quá trình làm việc liên tục nhiều tiếng đồng hồ có thể gây nóng chảy phần vỏ nhựa này. Cho nên trong clip có trang bị thêm quạt tản nhiệt cho phần vỏ nhựa. Đây là mô hình sấy tương đối hoàn hảo nhất so với những mô hình sấy khác khi đã thử nghiệm như sấy khô túi bằng quạt hoặc bằng cách sưởi.